tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc, gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, người dân, duy trì hiệu quả kênh thông tin đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh. Nhiều mô hình sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả. Với những nỗ lực không ngừng, năm 2023, Bà Rịa Vũng Tàu vươn lên dẫn đầu Đông Nam Bộ về chỉ số sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp là quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc nhằm đạt hiệu quả hơn nữa, gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, người dân và duy trì hiệu quả kênh thông tin đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh được chú trọng với mục đích kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Năm 2023, chỉ số sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT của tỉnh đạt 88,64%, xếp thứ 8 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 6,61% và 10 bậc so với năm 2022, dẫn đầu các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với nội dung xây dựng tổ chức thực hiện chính sách là 87,81%, tăng 5,43% so với năm 2022. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với nội dung cung ứng dịch vụ hành chính công là 89,83%, tăng 8,16% so với năm 2022. Các nội dung nổi bật trong chỉ số CPAT năm 2023 của Bà Rịa Vũng Tàu như xây dựng tổ chức thực hiện chính sách, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước về chính sách, chất lượng chính sách về giáo dục phổ thông, trật tự, an toàn xã hội, điện nước sinh hoạt, an sinh xã hội. Kết quả, tác động của chính sách đã góp phần giúp cho kinh tế gia đình, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn. Đối với cung ứng dịch vụ hành chính công, người dân hài lòng với cách thức tiếp cận dịch vụ, về thủ tục hành chính, về công chức, giải quyết công việc, về kết quả dịch vụ công cũng như hình thức tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của bộ phận một cửa các cấp của tỉnh. Nổi bật trong nội dung cung ứng dịch vụ hành chính công là tiêu chí kết quả dịch vụ tăng 9,03 điểm so với năm 2022. Theo đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả đúng hẹn tăng hơn 10 điểm so với năm 2022. Năm vừa qua, tổng số hồ sơ hành chính toàn tỉnh tiếp nhận là 571.210 hồ sơ, trong đó gần 99% tổng số hồ sơ này được giải quyết đúng hạn, rút ngắn 35-40% thời gian giải quyết so với thời gian quy định của khoảng 40% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Điều này góp phần mang lại sự đánh giá cao của cá nhân tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước. Là thành phố phải rà soát lại các thủ tục hành chính, những thủ tục nào mà có thể cắt được giảm được thì cắt đến cái mức tối đa cho phép, chỉ đạo cho các cơ quan liên quan tăng cường cái công tác coi như kiểm tra về trách nhiệm công vụ để tránh tình trạng xảy ra những cái hồ sơ chậm mà không có lý do. Hạn chế tối đa cái việc mà hồ sơ bị trễ hạn, hồ sơ giải quyết đúng hạn là bao gồm cả đất đai là đã đạt tới 99,88%. Để đạt được mục này thì nó cũng có một cái sự quyết liệt, tức là nhất là cái phần mềm kết nối, cái phần mềm giải quyết các thủ tục hành chính được kết nối máy trực tiếp với máy của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, cho nên là hàng ngày chủ tịch có thể sát sao kiểm tra trên điện thoại và máy vi tính của mình để biết được các cái thủ tục đang giải quyết đang ở đâu. Với phương châm vì nhân dân phục vụ, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên được bồi dưỡng về kỹ năng chuyên môn cũng như thái độ phục vụ đối với người dân, doanh nghiệp. Nhiều mô hình sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính đã được triển khai, nhân rộng, như thí điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lưu động cho các đối tượng yếu thế, giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số. Với nhiều nỗ lực,
năm 2023, tiêu chí công chức trực tiếp giải quyết công việc cũng tăng hơn 8,5 điểm so với năm 2022. Từ ở huyện xuống với các xã cũng có một cái khoảng cách về địa lý, nhưng vẫn theo dõi thường xuyên để chấn chỉnh những cái việc làm chưa tốt của cán bộ công chức khi phục vụ giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Cái mô hình nó khang trang sạch đẹp, tạo được cái mối thân thiện giữa chính quyền với người dân. Vừa rồi thì phường cũng đã nâng cấp cái gói wifi để cho người dân tới đây là ta truy cập được cái gói wifi và thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến cũng rất là thuận lợi. Phường Trung đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt cái việc cải cách hành chính của địa phương. Trong năm vừa qua thì các cái mô hình của địa phương điều hướng về nhân dân và tạo sự hài lòng của nhân dân. Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ cũng được xem là những giải pháp thiết thực, sâu sát được Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả. Năm 2023, Đoàn Kiểm tra Cải cách Hành chính, Đoàn Kiểm tra Công vụ tỉnh đã tăng cường kiểm tra để kịp thời nhận diện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác. Trong năm, các đoàn đã tổ chức kiểm tra được 93 cơ quan đơn vị địa phương, tập trung kiểm tra những nơi có hồ sơ trễ hạn nhiều, có phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Cái bộ phận một cửa nơi mà tiếp dân, nơi mà người dân đến giải quyết thủ tục hành chính là khá khang trang. Và cái tỷ lệ mà giải quyết hồ sơ năm 2023 đến thời điểm này so với cùng kỳ năm ngoái thì cũng khá hơn. Và cái việc thực hiện mệnh lệnh hành chính cấp trên thì cũng được các cái địa phương khá là quan tâm. Thì qua kiểm tra thì cũng đoàn cũng đã nhắc nhở đối với người có đứng đầu cái đơn vị đó, cũng như cụ thể như là văn phòng bộ phận một cửa để chấn chỉnh, có ý kiến về chấn chỉnh kịp thời. Cái này là theo kế hoạch thường xuyên thì có mục đích nhằm là chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với một số bộ phận mà còn có thiếu sót, từ đó để rút kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn cho người dân trong thời gian tới. Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính nói chung, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT nói riêng, năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã và đang xây dựng các giải pháp để cải thiện, tiếp tục nâng cao kết quả chỉ số này của tỉnh. Tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, khẳng định vị thế của Bà Rịa Vũng Tàu, đầu tàu phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ hộ kinh doanh tôi chuyển lên công ty thì tôi cũng được bên sở kế hoạch hỗ trợ để cho chúng tôi những cái giấy tờ và thủ tục cũng được rất là thuận lợi và nhanh chóng ạ. Phường xuống là làm việc xong hướng dẫn làm thủ tục thì bây giờ thì rõ ràng là thuận quá đi thứ. Đó là rất đơn giản mà thuận tiện cho những người dân cần thiết làm gọn nhẹ. Mà rất là thân thiện với là cái vấn đề mà giữa người dân với lại cái chính quyền, nó gần gũi hơn, cảm thấy như nó là gần gũi hơn, nó không phải như ngày xưa nữa. Đến đây tôi làm giấy tờ này kia thì tôi thấy các cô làm cũng nhanh gọn, cũng thủ tục cũng nhanh gọn, chứ không có lâu lắm đâu. Những năm trước đây sao biết, nhưng bây giờ đó là thấy rất là tiến bộ, rất tốt, anh chị em rất là nhiệt tình, rất là chu đáo trong công việc, coi như là hướng dẫn từng ly từng tí để cho tôi làm việc, tác phong làm việc bây giờ nó tốt đó đối với người dân. Trang thiết bị của cái phường mình là gần đây là bố trí lại là coi như là vừa là trật tự, vừa đẹp, vừa đầy đủ phương tiện, bà con có ngồi chờ cũng vui vẻ.